Trong cuộc trò chuyện mới đây trên Bill của Đức, Sir Alex Ferguson dường như đã giúp Ronaldo nhìn nhận hiện thực tàn khốc về tuổi tác khi ông cho rằng các học trò cũ đã không còn đủ sức chinh chiến tại World Cup 2026. Tôi không tưởng tượng được điều đó. Các trận bóng đá ngày nay càng nhanh hơn về nhịp độ. Ngoài ra, không gian cho các tiền đạo trung tâm ngày càng bị thu hẹp. Ngược lại với các hậu vệ, các tiền đạo sẽ khó chơi ở đẳng cấp cao nhất hơn khi họ ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson đã nói thêm rằng ông coi Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của thời đại và anh không cần phải làm gì đó thêm để chứng minh cả. Một hoặc hai danh hiệu nữa sẽ không có ý nghĩa gì nhiều với Ronaldo vì Ronaldo đã có một sự nghiệp độc nhất vô nhị. Hiện tại, tương lai của Ronaldo tại đội tuyển quốc gia vẫn là dấu hỏi lớn khi mà chính anh đã khẳng định Euro 2024 sẽ là lần cuối cùng anh tham dự cúp châu Âu. Nhưng cả Ronaldo và Roberto Martinez đều từ chối nói về việc liệu CR7 có còn muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia hay không. Người từng có liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số ở Đức, việc trọng tài Felix Weyer bắt chính Euro 2024, đặc biệt là một trận bán kết, là bất ngờ lớn khi ông từng chịu lệnh cấm 6 tháng do bị phát hiện nhận hối lộ 300 euro từ trọng tài Robert Heuser trong vụ bê bối vào năm 2004. Phán quyết trong vụ án được tờ báo DZ của Đức công bố vào năm 2014 nêu rằng trọng tài Weyer đã nhận tiền từ Heuser trước trận đấu giữa Vafterbach và Werder Bremen Amateur vào năm 2004 và không báo cáo nghe vụ việc, nhưng đã cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Zweier đã thao túng trận đấu. Thẩm phán hình sự thành phố Munich Rainer Koch chịu trách nhiệm về vụ án, trong đó phát hiện Zweier đã nhận hối lộ, cũng không thành khẩn hợp tác giải quyết vụ án và không tìm thấy lỗi cố ý nào chống lại ông. Vị trọng tài này gây tranh cãi khi cũng từng có xích mích với Jude Bellingham khi điều hành trận đấu giữa Dortmund và Bayern Munich vào năm 2021. Zweier đã từ chối một quả phạt đền cho Dortmund trong trận đấu quan trọng, sau đó lại trao cho Bayern Munich một quả phạt đền khi phạt Mats Hummels vì lỗi dùng tay chơi bóng. Bạn giao cho một trọng tài từng dàn xếp tỷ số bắt một trận đấu lớn nhất ở Đức, bạn mong đợi điều gì? Jude Bellingham đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau trận đấu này và hệ quả là tiền vệ người Anh đã bị phạt 40.000 euro. Theo nhà báo kỳ cựu Leo Paradiso, Messi sẽ có thể trạng tốt hơn so với trận đấu Ecuador tại tứ kết, viết trên X, Paradiso viết. Messi tiếp tục quá trình hồi phục của mình. Vào thứ ba tới, anh ấy sẽ có trạng thái tốt hơn so với trận gặp Ecuador. Messi đang chuẩn bị cho trận bán kết gặp Canada. Đây là những gì mà chúng tôi được biết. Trước đó, Messi đã bị chấn thương ở cơ khép phải trong trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Chile. Mặc dù bị đau trong trận đấu đó, nhưng Messi vẫn đá trọn vẹn 90 phút. Sau đó, Messi quyết định nghỉ ngơi trong trận đấu vòng bảng cuối cùng với Peru. Tuy nhiên, anh trở lại trong cuộc đối đầu với Ecuador ở tứ kết. Với việc Messi liên tục bị chấn thương trong vài tháng qua, người hâm mộ hiện đang rất lo lắng khi các trận đấu quan trọng ngày càng đến gần. Tuy nhiên, một thông tin cập nhật tích cực liên quan đến chấn thương của Messi đã mang lại niềm tin cho người hâm mộ Argentina trước cuộc đụng độ với Canada ở bán kết. Alvaro Morata gây bất ngờ khi hé lộ ý định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau Euro 2024. Trong bóng đá, không có gì là chắc chắn, tôi sẽ phải xem xét chúng tôi kết thúc giải đấu như thế nào. Morata chia sẻ trên Cuatro. Alvaro Morata đã có kỳ Euro khá thành công. Trung phong chủ lực của Tây Ban Nha đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp đội nhà vào đến bán kết giải đấu. Morata cũng có tên trong danh sách ghi bàn tại kỳ Euro năm nay khi ghi bàn ở trận gặp Croatia. Tuy nhiên, chân sút của Atletico Madrid cho rằng việc nhận quá nhiều chỉ trích trong những năm qua khi khoác áo đội tuyển đã khiến cho anh mệt mỏi. Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển. Tôi chán ngấy những lời bàn tán về năng lực của mình. Tôi hạnh phúc hơn khi đá bóng ở nước ngoài vì mọi người luôn tôn trọng tôi. Ở Tây Ban Nha, tôi không cảm nhận được điều đó. Ở tuổi 32, Morata vẫn là tiền đạo số 1 của Tây Ban Nha. Tính cho đến nay, Morata đã có 7 bàn thắng qua các kỳ Euro, chỉ đứng sau mỗi Michel Platini và Cristiano Ronaldo. Do Harry Maguire bị loại vì chấn thương nên Mark Weah cùng với John Stones trở thành cặp trung vệ chính của đội tuyển Anh tại Euro. Ngôi sao 23 tuổi đã gây ấn tượng với lối chơi chắc chắn và giàu thế lực. Anh đã chính 4 trận và không mắc sai lầm nghiêm trọng nào liên quan đến tương lai của Mark Weah tại câu lạc bộ. Trung vệ 23 tuổi đã từ chối ký hợp đồng mới với Crystal Palace. Đại bàng rất hy vọng sẽ giữ chân Weah ở lại ít nhất thêm một mùa sau khi họ đã bán Michael Olise cho Bayern Munich. Tuy nhiên, theo Sun Sport, Mark Weah đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều đội bóng sau khi chơi quá ấn tượng tại Euro. Trong đó,
Man United và Arsenal là hai câu lạc bộ tích cực nhất. Hợp đồng của Markley còn 2 năm và nếu không đạt thỏa thuận gia hạn thì đây là thời điểm thích hợp cho Crystal Palace có thể bán trung vệ này để được có mức giá hợp lý. Bất lợi của Palace là trong hợp đồng của Markley không có điều khoản giải phóng. Man United đang rất khao khát bổ sung một trung vệ mới sau khi chia tay Varane. Mục tiêu hàng đầu của họ đang là Jarrod Brantway, nhưng có vẻ như Everton đã hét giá 80 triệu bảng và không quyết tâm xuống nước. Markley có mức giá phù hợp hơn, qua đó sẽ giúp cho Man United tiết kiệm tiền đầu tư. Arsenal đã có một hàng hậu vệ khá ổn nhưng họ vẫn muốn chiêu mộ thêm một trung vệ để tăng chiều sâu đội hình. Mục tiêu của Arsenal mùa tới là chức vô địch Premier League vì họ đã hụt nó 2 năm liên tiếp trước Man City. Pháp sẽ phải chờ rất thận trọng và tính đến khả năng phân định thắng thua với Tây Ban Nha trên loạt đấu súng. Vì vậy, Didier Deschamps đã cho các cầu thủ của mình tập sút 11m trong buổi tập gần đây. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, đoạn video các cầu thủ Pháp luyện sút 11m đã được đăng tải trên một số tờ báo Pháp. Điều này khiến cho Antoine Griezmann rất tức giận và chỉ trích truyền thông nước nhà. Sau khi đài truyền hình RMC chia sẻ video làm lộ bí mật sút pen của Pháp, Griezmann đã mỉa mai. Ồ, thật tuyệt vời, cảm ơn về thông tin hữu ích này. Antoine Griezmann không hài lòng vì thông tin này đã giúp cho Tây Ban Nha có thể phần nào đó nắm bắt được ý đồ chiến thuật của Pháp. Việc tập sút 11m có nghĩa là Pháp sẽ chủ động chơi phòng ngự an toàn. Dù đặt lên màn cân, đội bóng của Didier Deschamps đương nhiên mới được đánh giá cao hơn. Didier Deschamps đang rất khát khao vô địch Euro để trở thành huấn luyện viên đầu tiên có thể vô địch cả Euro và World Cup. Bên cạnh đó, Antoine Griezmann cũng rất quyết tâm vì đây có thể là giải Euro cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Anh giành quyền vào bán kết Euro sau khi loại Thụy Sĩ trong loạt luân lưu với tỷ lệ sút thành công 100%. Một lần nữa màn trình diễn của anh khiến dư luận trong nước không hài lòng, xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích. Lần này Harry Kane thay Gareth Southgate hứng chịu gạch đá từ báo giới cũng như một số cựu cầu thủ bóng đá Anh. Đội trưởng có vẻ không thoải mái, anh muốn Kane giảm bớt áp lực, nhưng đơn giản là anh không làm được điều đó. Telegraph là một trong những tờ báo chỉ trích nặng nề nhất. Harry Kane đã chơi 106 phút ở trận gặp Thụy Sĩ, bị thay ra trước loạt sút luân lưu. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh 65 bàn không đạt phong độ cao, chỉ có 9 lần chạm bóng trong hiệp 1. Trong trận tứ kết, Harry Kane là cầu thủ bị Telegraph chấm điểm thấp nhất với 4 trên 10 điểm. Tờ báo nêu quan điểm, chân sút của Bayern Munich nên ngồi ngoài ở trận bán kết với Hà Lan. Oliver Brown, phụ trách mảng thể thao của Telegraph bình luận thẳng thắn. Đội tuyển Anh có một vấn đề rất rõ ràng, Harry Kane. Cuộc tranh luận mà chúng ta đang đối mặt trước trận bán kết là liệu Kane có xứng đáng tiếp tục đá chính hay không.